Được thành lập từ sự kết hợp của các tập đoàn hàng đầu về bất động sản và du lịch, LDG Group định hướng phát triển vững mạnh, mở rộng trên nhiều ngành nghề như đầu tư bất động sản, phát triển khu du lịch và dịch vụ nghỉ dưỡng, đầu tư tài chính, quản lý nhà hàng, khách sạn. Ngày 12 tháng 8 năm 2015, LDG Group chính thức niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh, tạo điều kiện để nâng cao năng lực tài chính, đẩy mạnh hoạt động đầu tư kinh doanh và tăng cường tính minh bạch cũng như củng cố thương hiệu trên thị trường. Đây là tiền đề đánh dấu những bước đi đột phá mới để thực hiện tham vọng vươn ra biển lớn của LDG Group. Với năng lực và uy tín đã tạo dựng được trong quá trình phát triển, LDG Group hiện đang trở thành đối tác chiến lược của nhiều công ty, tập đoàn lớn trong nước và quốc tế như Tập đoàn quản lý khách sạn resort nổi tiếng thế giới AHS, một trong những công ty quản lý và sở hữu các thương hiệu khách sạn resort phát triển nhanh nhất tại châu Âu, châu Á như Bali, Phuket, Maldives, Bangkok. Tập đoàn TTW và công ty Dark Horse đến từ Australia đảm nhận tư vấn thiết kế kiến trúc nội thất cho LDG. Tập đoàn Architai đến từ Pháp, đơn vị thiết kế quy hoạch cho LDG. Tập đoàn Apave đến từ Pháp, đơn vị tư vấn giám sát cho các dự án của LDG để đảm bảo chất lượng cho các công trình xây dựng. Ngân hàng lớn hàng đầu Việt Nam, Vietinbank, đơn vị chiến lược bảo lãnh cho dự án của LDG. LDG Group hiện đang là chủ sở hữu của nhiều dự án khu đô thị và khu du lịch nghỉ dưỡng lớn tại các khu vực trọng điểm phía Nam như Đồng Nai, Bình Dương, Vũng Tàu, Thành phố Hồ Chí Minh, Phú Quốc. Với tổng quỹ đất lớn có thể phát triển dự án trong vòng 20 năm tới. Trong đó, điển hình là các dự án khu sinh thái lâm viên Zen Valley, khu dân cư Tân Thịnh, khu biệt thự sinh thái Burn Island, khu căn hộ Moon River, khu đô thị thương mại The Viva City với tổng diện tích hơn 117 hectare và được mệnh danh là châu Âu thu nhỏ ngay giữa cửa ngõ Sài Gòn. Khu đô thị thương mại The Viva City trở thành nơi an cư và đầu tư hàng đầu tại Đồng Nai. Dự án đã mở bán thành công giai đoạn 1 với hơn 2.000 sản phẩm được giao dịch năm 2015. Khu đô thị dành cho chuyên gia Sakura Valley. Sakura Valley được thiết kế độc đáo dựa theo địa hình đồi, hồ, đảo tự nhiên, tựa như một thung lũng xanh với mô hình khu an ninh biệt lập khép kín mang không gian văn hóa Nhật Bản. Khu biệt thự sinh thái Giang Điền nằm trong lòng khu du lịch sinh thái Giang Điền thuộc sở hữu của LDG Group với không gian xanh mát, địa hình, đồi, hồ, thác độc đáo nên ngay khi giới thiệu ra thị trường, khu biệt thự sinh thái Giang Điền đã nhanh chóng được các khách hàng và nhà đầu tư quan tâm sở hữu. LDG Group đang sở hữu nhiều khu du lịch sinh thái và khu nghỉ dưỡng lớn như khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền đi vào hoạt động từ năm 2006. Khu du lịch sinh thái Thác Giang Điền thu hút hàng triệu lượt khách tới vui chơi và du lịch hàng năm, trở thành một trong những khu du lịch nổi tiếng nhất Đông Nam Bộ. Đặc biệt, khu du lịch Giang Điền đã nhiều lần vinh dự được tiếp đón và nhận được sự khen ngợi từ đoàn công tác của Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh và đoàn công tác của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng. Công viên sinh thái Suối Mơ với diện tích mặt hồ trên 150.000 m2, mặt nước trong xanh quanh năm chảy ra từ các mạch nước ngầm. Suối Mơ trở thành khu du lịch sinh thái nổi tiếng, đẹp và độc đáo bậc nhất. Hồ và thác Suối Mơ trong xanh và tinh khiết, mát lành, hoàn hảo cho những ngày nghỉ, tận hưởng cảm giác bình yên, gần gũi với thiên nhiên. Với lượng khách ngày càng gia tăng vào khu du lịch Suối Mơ, LDG Group đang có kế hoạch đầu tư thêm khu lưu trú, khách sạn để đáp ứng nhu cầu ngày càng tăng của các du khách. Đặc biệt, khu nghỉ dưỡng sinh thái 5 sao chuẩn quốc tế Grand World Phú Quốc có diện tích hơn 85 hectare. Grand World tọa lạc tại bãi dài Phú Quốc được bầu chọn là một trong 10 bãi biển đẹp nhất thế giới. Dự án gồm tổ hợp 447 biệt thự nghỉ dưỡng, khu bungalow, condo resort, phố thương mại, tất cả đều được định vị 5 sao chuẩn quốc tế. Bằng sự tận tâm và kinh nghiệm trong việc phát triển các khu du lịch sinh thái, các dự án bất động sản xanh, LDG Group đang dần khẳng định vị thế của mình trên thị trường bất động sản với sự khác biệt đặc trưng. Đó là kiến tạo nên những công trình với các giá trị sống như hiện đại, sang trọng, đẳng cấp nhưng rất gần gũi và thân thiện với thiên nhiên. Đây cũng chính là những yếu tố giúp LDG Group nhận được sự tín nhiệm của các khách hàng, nhà đầu tư, các đối tác lớn trong nước và quốc tế.
LDG.